Về già bớt ăn thịt lại, cứ ăn cơm cùng ba thứ này, nội tạng khỏe như voi, sống rất thọ. Mến chào quý khán thính giả đang theo dõi trên kênh Handmade VN. Quý vị thân mến, hẳn là mới nghe qua tiêu đề thôi thì đã thấy tò mò rồi đúng không nào? Không biết là nếu như không ăn thịt cá với cơm thì chúng ta ăn bằng thứ gì được nhỉ? Tuy nhiên mới đây thì các bác sĩ tiết lộ về già bớt thịt cá lại và ăn ba thứ này cùng với cơm giúp cho nội tạng khỏe mạnh, đánh bay cả tá bệnh tật nguy hiểm, càng ăn càng sống thọ. Vậy cụ thể ba thứ đó là gì, cách chế biến ra sao để tốt nhất cho sức khỏe và tăng sức đề kháng thì mời các bạn cùng theo dõi trong video ngày hôm nay. Loại thực phẩm đầu tiên trong danh sách này đó chính là tỏi. Tỏi thường được sử dụng để ngâm mật ong, ngâm giấm, xào cùng với các món ăn. Thế mà hôm nay nó lại trở thành một món ăn chính rất ngon mà bạn nhất định phải thử nếu như bạn muốn được khỏe mạnh và ít bệnh tật. Với công thức này thì tùy vào số lượng của mọi người trong gia đình mà bạn sẽ chuẩn bị sao cho phù hợp nhé. Tỏi đem tách rời hết như thế này. Đối với người Việt Nam thì từ lâu tỏi đã trở thành một loại gia vị không thể thiếu trong căn bếp của mỗi gia đình. Nó được biết đến với tác dụng là lọc độc tố trong máu. Tỏi chính là một trong những giải pháp tự nhiên giúp bạn thanh lọc, giải độc cơ thể một cách hiệu quả. Các chuyên gia cho biết trong tỏi có chứa chất hóa học có tên là allicin. Thành phần này giúp cơ thể của bạn loại bỏ được những chất độc có hại, đồng thời tăng cường các tế bào bạch cầu thêm khỏe mạnh. Ngoài ra thì allicin còn giúp loại bỏ nicotine để thanh lọc máu và làm sạch hệ hô hấp. Thói quen sử dụng tỏi hàng ngày không những có tác dụng thanh lọc máu và làm sạch các mạch máu mà lại còn rất tốt cho gan. Và tỏi được biết đến với tác dụng thứ hai đó là làm giảm huyết áp. Nói đến tác dụng khi ăn tỏi với sức khỏe thì chúng ta không thể quên vai trò giúp hạ huyết áp của loại củ này. Các hoạt chất có trong tỏi có khả năng làm giảm huyết áp gần giống như các loại thuốc chuyên dùng để điều trị cao huyết áp. Đặc biệt là allicin có trong tỏi đảm nhận rất tốt vai trò này. Vì thế mà muốn điều trị bệnh cao huyết áp thì ăn tỏi mỗi ngày cũng là một cách rất hiệu quả. Allicin là một thành phần hoạt động trong tỏi và chủ yếu chịu trách nhiệm là làm giảm huyết áp. Bạn hãy đem ngâm phần tỏi này trong nước trong thời gian 3 tiếng nhé. Cách làm này không những giúp bạn bóc tỏi được nhanh hơn mà còn giúp tỏi phát huy được khả năng ngăn ngừa ung thư. Bạn biết không, tỏi mọc mầm chứa nhiều hợp chất ức chế sự hoạt động của các tế bào gây ung thư. Qua quá trình nảy mầm, trong tỏi kích thích sản sinh ra chất phytochemical, một chất có khả năng ngăn chặn sự lây lan của các tế bào ung thư, ức chế hoạt động của các chất ung thư trong cơ thể. Theo Viện Nghiên cứu Ung thư ở Mỹ thì tỏi hoàn toàn có thể làm giảm tỷ lệ các khối u gây ung thư. Các hợp chất allicin có tác dụng làm chậm hoặc ngừng sự phát triển của các tế bào ung thư trên cơ thể như là ung thư dạ dày hay đại trực tràng. Thường xuyên sử dụng tỏi sẽ giúp bạn làm giảm nguy cơ mắc bệnh ung thư dạ dày và ung thư da tới 60% so với những người không bao giờ sử dụng tỏi. Cụ thể thì tỏi ức chế quá trình nitrat biến thành nitrit trong dịch vị, ngăn cản sự hình thành nitrosamine, giúp phòng ngừa ung thư dạ dày. Bên cạnh đó thì tỏi còn có thể ngăn cản sự xâm hại của độc tố hay kim loại nặng. Sau khi đã ngâm được 3 tiếng như thế này rồi thì bây giờ mình sẽ bóc sạch phần vỏ của tỏi như thế này nhé. Tỏi còn được biết đến với tác dụng đó là phòng ngừa bệnh tim mạch. Tỏi có tác dụng làm hạ mức cholesterol xấu và tăng lượng cholesterol tốt trong cơ thể, giúp loại bỏ các mảng xơ vữa bám trên thành mạch máu. Tỏi có khả năng làm giảm cholesterol xấu, tức là cholesterol không tốt cho sức khỏe, từ 10 đến 15%. Đây thực sự là một con số rất lớn. Và ăn tỏi thường xuyên cũng giúp bạn làm chậm quá trình lão hóa của động mạch chủ. Ngoài tác dụng giảm mỡ máu da thì tỏi còn ức chế tích tụ tiểu cầu, phòng ngừa hình thành huyết khối. Vì vậy mà tỏi có tác dụng phòng ngừa bệnh tim mạch rất hiệu quả. Tỏi còn giúp bạn kiểm soát huyết áp bằng cách giảm độ nhớt của máu nhờ hoạt chất ozone. Theo các nhà khoa học thì khoảng 600 đến 1.500mg chiết xuất từ tỏi sẽ mang lại hiệu quả giảm huyết áp trong 24 tuần. Bên cạnh đó thì chất polysulfide và các phân tử lưu huỳnh có trong tỏi cũng có tác dụng làm giãn cơ trơn, kích thích sản xuất các tế bào nội mạc và giãn mạch máu, từ đó giúp bạn kiểm soát huyết áp hiệu quả. Người bệnh tăng huyết áp được khuyên là nên ăn vài tép tỏi mỗi sáng để làm hạ huyết áp. Khi bạn sử dụng thường xuyên thì nó còn có tác dụng giúp cho xương của bạn thêm chắc khỏe. Do trong tỏi có chứa vitamin C, vitamin B6, mangan và kẽm đều là các chất dinh dưỡng tốt cho sự phát triển của hệ xương, đặc biệt
là các enzyme và lượng mangan cao. Chất chống oxy hóa có trong tỏi giúp ích cho sự hình thành và hấp thụ canxi, chuyển hóa xương. Đặc biệt đối với những người bị bệnh xương khớp gây đau nhức thì giảm đau bằng cách ăn tỏi thường xuyên sẽ rất hiệu quả. Ngoài ra thì tác dụng khi mà bạn sử dụng tỏi hàng ngày còn làm tăng nội tiết tố estrogen, nhờ đó làm chậm đi quá trình loãng xương ở phụ nữ. Khi nồng độ estrogen thấp thì cũng có nghĩa là mật độ xương giảm và nguy cơ loãng xương sẽ tăng lên, nên không thể chối cãi những lợi ích mà tỏi đem lại cho sức khỏe. Và đây là toàn bộ phần tỏi mình có, mình sẽ đem rửa thật sạch với nước và để ráo. Bây giờ thì mình sẽ cho toàn bộ phần tỏi này vào nồi. Với món ăn này thì bạn nên nấu trong những nồi có đế dày một chút nhé. Thêm vào đó là 50ml nước, đậy vung, sau đó bật bếp. Và các bạn lưu ý hãy đun ở lửa nhỏ trong 10 phút tính từ lúc nước sôi. Bây giờ thì mình sẽ đi chuẩn bị thêm một vài gia vị cho món ăn này. Đầu tiên thì mình cần chuẩn bị một quả ớt. Ớt ngọt này rất dễ ăn, ngon và nó chứa vô vàn lợi ích cho sức khỏe. Các bạn hãy thử trồng một cây như thế này nhé. Khi ớt kết hợp cùng với tỏi sẽ làm tăng lên tác dụng của tỏi gấp nhiều lần. Do trong ớt có chứa hàm lượng vitamin C cao, là một chất chống oxy hóa rất mạnh mẽ, giúp chữa lành các vết thương và tăng cường chức năng miễn dịch. Nó giàu vitamin B6 có vai trò giúp cho quá trình chuyển hóa năng lượng được tốt hơn. Hàm lượng vitamin A cao có trong ớt giúp cho bạn chuyển hóa từ hợp chất beta-carotene. Và hàm lượng vitamin A cao, vitamin K có trong ớt thì rất cần thiết cho quá trình đông máu, giúp xương và thận được khỏe mạnh. Và bạn biết không, đây là một trong những loại quả rất giàu folate, cần thiết cho quá trình sản xuất tế bào hồng cầu được khỏe mạnh. Ngoài ra thì ớt còn cung cấp một nguồn khoáng chất rất cần thiết, chẳng hạn như kali, đồng. Và nó có hai hợp chất thực vật hoạt tính sinh học là capsaicin và carotenoid. Trong đó capsaicin là hợp chất tạo ra vị cay đặc trưng của ớt và mang đến rất nhiều lợi ích cho sức khỏe, đặc biệt là giúp bạn ngăn ngừa ung thư. Và đây là toàn bộ phần ớt mình có, mình sẽ để sang một bên nhé. Bây giờ mình sẽ cần chuẩn bị một vài gia vị cho món ăn này và cho vào một cái bát, sau đó hòa tan tất cả gia vị với nhau. Trong công thức này mình có sử dụng 20g giấm chuối. Bạn cũng có thể sử dụng những loại giấm mà bạn có sẵn, chẳng hạn như giấm táo hay là bất cứ loại giấm hoa quả nào mà bạn có. Nhưng mình luôn ưu tiên bạn sử dụng giấm hữu cơ hơn là giấm mua. Khi bạn nấu tỏi mà có kết hợp với giấm thì tác dụng của nó sẽ tăng thêm gấp 4 lần đấy. Rất hữu ích phải không nào? Và nồi tỏi của mình cũng đã nấu được 10 phút như thế này rồi. Bây giờ mình sẽ cho toàn bộ gia vị vào, nấu đến khi cạn gần hết nước thì bắt đầu cho ớt vào nhé. Các bạn lưu ý là chúng ta luôn luôn nấu ở lửa nhỏ. Sau khi nó cạn gần hết như thế này, mình sẽ thêm ớt vào và đảo thêm 1 phút nữa. Và khi nồi bắt đầu cạn như thế này rồi thì mình sẽ thêm vào 3-4 thìa nước bột năng như thế này. Nó sẽ giúp cho món ăn thêm phần sánh hấp dẫn hơn. Bạn cũng có thể bỏ qua nguyên liệu này. Bây giờ thì mình sẽ tắt bếp và cho ra đĩa rồi thưởng thức món ăn này thôi. Đây là một trong những món ăn rất bổ dưỡng. Nếu như bạn lớn tuổi thì không nên bỏ qua món ăn tuyệt vời này nhé. Hàng ngày sử dụng tỏi có thể giúp cơ thể của bạn chống lại những cơn cảm lạnh thông thường. Và tỏi có tính sát khuẩn mạnh, nên các bạn ăn tỏi vào thời điểm bị cảm cúm sẽ giúp bạn tăng cường hệ thống miễn dịch. Tỏi thuộc tính ấm nên có khả năng khử hàn ẩm, tránh lạnh, loại trừ các nguyên nhân gây ho. Nhờ đó mà thói quen sử dụng tỏi thường xuyên sẽ giúp cho bạn giảm ho và phục hồi sức khỏe được nhanh hơn. Món ăn này thì phù hợp cho cả người già và trẻ em. Em bé nhà mình 5 tuổi nhưng đã ăn được món này rồi đấy, rất là ngon và cực kỳ bổ dưỡng. Bạn nghĩ sao về cách làm này và bạn có thường xuyên sử dụng tỏi hay không? Bạn sử dụng tỏi theo cách như thế nào? Hãy chia sẻ cách mà bạn thường áp dụng để mọi người cùng được biết nhé. Nếu bạn thấy cách làm này hữu ích, đừng quên chia sẻ nó tới người thân, bạn bè để cùng chăm sóc sức khỏe cho cả gia đình. Tuy có rất nhiều các giá trị có lợi cho sức khỏe, nhưng khi sử dụng món ăn này thì các bạn cũng cần một vài lưu ý. Đó là hãy sử dụng tỏi trong bữa ăn và tránh sử dụng lúc đói. Thứ hai, đó là những người có bệnh liên quan tới mắt hay thị lực yếu thì không nên ăn quá nhiều tỏi. Thứ ba, khi bạn đang bị tiêu chảy thì không sử dụng tỏi nhé. Thứ tư, những người có tiền sử mắc bệnh viêm gan thì không nên sử dụng tỏi quá thường xuyên. Và thứ năm, đó là những ai đang sử dụng thuốc điều trị HIV hay AIDS, thuốc chống đông máu thì không nên ăn tỏi. Và loại thực phẩm thứ hai mà bạn nên sử dụng trong bữa ăn đó chính là đậu phộng. Đậu phộng không chỉ là thực phẩm, quan trọng nhất, nó đồng hành cùng với ký ức tuổi thơ và sự trưởng thành của chúng ta. Khi ăn đậu phộng thì không chỉ thỏa mãn về thể chất mà nó còn mang lại cho chúng ta rất nhiều niềm vui, cảm xúc. Nhưng hạt đậu phộng này nó rất đặc biệt, nó chứa rất phong phú các axit béo không bão hòa đơn hoặc đa chuỗi.
Đậu phộng có chứa nhiều chất béo. Trên thực tế thì chúng được phân vào nhóm các hạt dầu. Một tỷ lệ lớn đậu được thu hoạch trên thế giới thường được sử dụng để làm dầu đậu phộng. Chất béo chiếm từ 44 đến 56% và chủ yếu là chất béo không bão hòa đơn và đa, hình thành nên axit oleic và axit linoleic. Nó cũng rất giàu protein, điều này cực kỳ quan trọng đối với cơ thể của chúng ta. Mỗi 100g đậu phộng nguyên hạt có chứa đến 20g đạm, tương đương lượng đạm trong 100g thịt cá. Vì thế mà đây là loại thực phẩm, thực vật rất giàu đạm cho cơ thể. Ngoài ra thì nó còn có chứa nhiều cellulose thực vật, chất béo, protein và chất xơ. Đầu tiên mình muốn kể đến ở đây đó chính là tốt cho tim mạch. Bệnh tim là một trong những nguyên nhân hàng đầu gây tử vong trên toàn thế giới. Nhiều nghiên cứu đã quan sát và đã chỉ ra rằng ăn nhiều đậu phộng và các loại hạt khác có thể bảo vệ bạn khỏi bệnh tim mạch. Do đậu phộng có chứa nhiều chất dinh dưỡng bao gồm magie, niacin, đồng, axit oleic và nhiều chất chống oxy hóa khác như là resveratrol. Nghiên cứu cũng đã chỉ ra rằng các axit béo không bão hòa, đơn liên kết và đa liên kết bên trong cơ thể nó có tác dụng chống viêm, mà viêm là nguyên nhân của rất nhiều các bệnh mãn tính. Tác dụng thứ hai của đậu phộng đó là giảm nguy cơ mắc bệnh tiểu đường. Đậu phộng hỗ trợ giảm nguy cơ mắc bệnh tiểu đường khi kết hợp đậu phộng vào chế độ ăn hàng ngày. Chất khoáng magie và chất xơ có trong đậu phộng chính là những yếu tố giúp bạn cải thiện tình trạng sức khỏe. Nên khi bạn ăn đậu phộng sẽ không gây ra những thay đổi nhanh chóng về lượng đường ở trong máu. Nó giúp cho chúng ta ổn định được lượng đường ở trong máu. Nhưng chúng ta cũng thường hay thắc mắc là đậu phộng cũng có chứa calo đúng không nào? Tại sao nó lại không chuyển thành đường ở trong máu? Chỉ vì nó chứa không nhiều carbohydrate, trên thực tế chỉ chiếm từ 13 đến 16% tổng khối lượng. Với tính chất giàu đạm, ít đường, giàu chất béo và chất xơ, đậu phộng có chỉ số đường thấp. Ngoài ra thì khi bạn nhai đậu phộng không thể bị vỡ nát thành từng mảnh nhỏ đến mức mà bạn có thể hấp thụ nó ngay lập tức. Vì vậy nó sẽ không sớm làm tăng lượng đường trong máu của bạn. Chính vì vậy mà đậu phộng là một trong những thực phẩm dành cho bệnh nhân tiểu đường. Và tác dụng thứ ba của đậu phộng phải kể đến ở đây đó chính là hỗ trợ giảm cân. Mặc dù có chứa nhiều chất béo, calorie, đậu phộng lại không khiến bạn tăng cân nếu như bạn ăn với lượng hợp lý, không quá 50g mỗi ngày. Trên thực tế thì nhiều nghiên cứu cho thấy rằng việc ăn thực phẩm này có thể giúp bạn duy trì cân nặng rất lý tưởng và giảm nguy cơ béo phì. Lượng đạm và lượng chất béo không bão hòa đơn cao trong đậu phộng có thể tăng sự tiêu thụ năng lượng của cơ thể. Và đây là một nguồn cung cấp chất xơ không hòa tan giúp giảm nguy cơ tăng cân. Và tác dụng thứ tư của đậu phộng mình muốn kể đến ở đây đó là giúp cho bạn ngủ ngon hơn. Đậu phộng có chứa tryptophan. Tryptophan là melatonin. Chúng ta rất cần khi ngủ, nó điều chỉnh nhịp điệu của giấc ngủ. Sau đó thì nó có thể thúc đẩy giấc ngủ của chúng ta một cách nhanh hơn. Bạn biết không, trước khi ngủ, nếu như bạn áp dụng việc nhịn ăn hoặc ăn chế độ keto đói trước khi ngủ, nó giúp cho bạn ngủ ngon hơn và tăng tuổi thọ một cách rất đáng kể. Và tác dụng thứ 5 của đậu phộng đó chính là ngăn ngừa ung thư. Theo National Library of Medicine, chất béo không bão hòa, một số vitamin, chất khoáng cùng các thành phần hoạt tính sinh học có trong đậu phộng đã được chứng minh là có tác dụng ngăn ngừa ung thư. Đặc biệt chất phytosterol có trong đậu phộng đã được nghiên cứu liên quan đến bệnh ung thư. Kết quả báo cáo cho thấy sự phát triển của khối u giảm hơn 40% và khả năng ung thư lan sang các bộ phận khác cũng giảm gần 50%. Tương tự như phytosterol, resveratrol cũng đã được chứng minh là có tác dụng ngăn chặn nguồn cung cấp máu cho các tế bào ung thư đang phát triển và ức chế sự phát triển của các tế bào ung thư. Chính vì vậy mà đậu phộng cũng là một trong những lựa chọn của các bệnh nhân ung thư nên sử dụng. Và tác dụng thứ 6 của đậu phộng đó là chống bệnh Alzheimer. Đậu phộng có hàm lượng niacin và vitamin E cao, trong khi đây là hai thành phần có tác dụng chống lại bệnh Alzheimer và chứng suy giảm nhận thức liên quan đến tuổi tác ở gần 4.000 người từ 65 tuổi trở lên. Tác dụng thứ 7 của đậu phộng đó là ngừa sỏi mật. Hai nghiên cứu quan sát ghi nhận được đó là thường xuyên sử dụng đậu phộng có thể giúp cho bạn ngăn ngừa nguy cơ sỏi mật ở cả nam và nữ. Hầu hết thì sỏi mật đều là sỏi cholesterol nên khả năng giảm lượng cholesterol của đậu phộng được xem là nguyên nhân cho lợi ích mà làm giảm sỏi mật. Đậu phộng có rất nhiều lợi ích, điều đó có nghĩa là tất cả mọi người đều có thể ăn đậu phộng, có phải hay không? Câu trả lời là không rồi. Có một số yếu tố mà các bạn sẽ cần phải xem xét khi sử dụng đậu phộng. Lưu ý thứ nhất đó là sử dụng hợp lý. Đậu phộng vẫn chứa nhiều calo,
1/4 cốc đậu phộng tương đương với 146g có chứa 207 calo. Đậu phộng chứa nhiều chất béo và năng lượng, vì vậy tiêu thụ quá nhiều có thể gây tăng cân. Các bạn hãy đảm bảo là một ngày không ăn quá 50g đậu phộng nhé. Vì vậy nếu như bạn ăn nhiều đậu phộng cũng có nghĩa là việc kiểm soát cân nặng của bạn khó hơn. Nhưng nếu như bạn chế biến món đậu phộng này thành đậu phộng luộc hay đậu phộng hấp, nó sẽ làm giảm một nửa lượng calo, nhưng các chất dinh dưỡng khác trong nó cũng giảm đi đấy nhé. Lưu ý thứ hai đó là dị ứng với đậu phộng. Đậu phộng là một trong những nguồn gây dị ứng thực phẩm rất phổ biến. Nếu như bạn là người có tiền sử dị ứng với đậu phộng, hãy tránh tiếp xúc với nó và hạn chế tiêu thụ loại hạt này nhé. Phản ứng dị ứng này xảy ra rất nhanh chóng, phát ban ở trên da bao gồm như sưng xung quanh miệng, thậm chí phù thanh quản, khó thở. Ngoài ra thì còn có các triệu chứng về đường tiêu hóa chẳng hạn như đau bụng, tiêu chảy v.v. Nếu như bạn có bất cứ các phản ứng nào như vậy khi sử dụng đậu phộng thì tuyệt đối không nên ăn loại hạt này nhé. Lưu ý thứ ba đó là lựa chọn đậu phộng. Các bạn hãy lựa chọn những hạt đậu phộng tươi, không bị mốc, không bị ôi và không chứa bất cứ chất phụ gia hay chất bảo quản nào. Đậu phộng rất dễ bị mốc, chính vì vậy mà khi đậu phộng bị mốc nó sẽ sản xuất độc tố từ Aspergillus aflatoxin. Nó thực sự gây tổn hại rất nhiều cho gan, nó sẽ có thể khiến cho bạn bị ung thư gan, đặc biệt là đậu phộng đã bóc vỏ. Nấm mốc có thể dễ dàng phát triển trong điều kiện ẩm ướt. Vì vậy, hạt đậu phộng các bạn phải đặt nơi khô ráo, thoáng mát. Và trước khi ăn đậu phộng thì nên ngâm trong nước muối từ 42 giờ đến 72 giờ nhé. Vậy thì chúng ta có cách sử dụng nào khi mà sử dụng đậu phộng để đạt được hiệu quả tốt nhất hay không? Thì bạn nên sử dụng đậu phộng tự nhiên là tốt nhất, không nên thêm muối hay đường, không nên mua các loại đóng hộp chế biến sẵn, đó là các loại thực phẩm được phủ rất nhiều đường. Vì vậy nếu như bạn muốn giảm lượng calo thì hãy luộc nó lên nhé. Nếu như bạn muốn ăn ngon hơn thì bạn cũng có thể nướng nó. Tất cả những cách chế biến như thế này đều rất ngon và hấp dẫn. Trên đây là những lợi ích và lưu ý khi sử dụng đậu phộng. Bạn có thường xuyên sử dụng loại hạt này hay không và bạn thường hay sử dụng nó theo cách như thế nào? Hãy chia sẻ cách mà bạn thường làm ở phía dưới video này và đừng quên chia sẻ nó tới người thân, bạn bè để mọi người cùng sử dụng nhé. Nếu bạn thích video này, bạn cũng có thể gửi tặng ekip thực hiện một ly cà phê bằng nút Super 10 hình trái tim ngay bên dưới màn hình. Và loại thực phẩm thứ ba mà bạn nên sử dụng đó chính là bí ngô. Nghe rất quen thuộc đúng không nào, nhưng đây là một trong những loại quả giúp cho bạn tăng cường được hệ thống miễn dịch và giúp phòng ngừa các bệnh rất hiệu quả. Nguyên liệu đầu tiên cho công thức ngày hôm nay mình sử dụng đó chính là bí đỏ. Mình cần sử dụng 180g bí đỏ. Bạn sẽ cần sử dụng số lượng tùy thuộc vào nhu cầu của gia đình. Với cách làm này sẽ đủ cho 3 suất ăn. Bây giờ các bạn hãy đem gọt sạch phần vỏ của bí đỏ như thế này nhé. Bí đỏ được biết đến với tác dụng là bảo vệ thị lực. Tình trạng thị lực giảm dần theo tuổi tác xảy ra khá phổ biến ở bất cứ ai. Bí đỏ là một thực phẩm rất dồi dào các chất dinh dưỡng có liên quan đến bảo vệ thị lực khi bạn lớn tuổi hơn. Thiếu vitamin A là nguyên nhân rất phổ biến dẫn đến mù lòa. Bí đỏ chứa hàm lượng cao beta-carotene cung cấp cho cơ thể của bạn vitamin A. Các nhà khoa học đã phát hiện ra rằng người có lượng beta-carotene cao có nguy cơ thấp mắc phải đục thủy tinh thể. Bí đỏ cũng là một trong những nguồn thực phẩm chứa nhiều lutein và zeaxanthin, là hai hợp chất có liên quan đến nguy cơ thoái hóa điểm vàng, liên quan đến tuổi tác và đục thủy tinh thể. Ngoài ra thì bí đỏ còn có chứa một lượng lớn vitamin C và vitamin E rất tốt cho cơ thể và nó có chức năng như chất chống oxy hóa và có thể ngăn chặn các gốc tự do gây tổn hại cho các tế bào mắt của bạn. Bí đỏ còn được biết đến với công dụng là làm giảm nguy cơ mắc các bệnh mãn tính. Các gốc tự do là phân tử được tạo ra bởi quá trình trao đổi chất của cơ thể. Những chất này có vai trò rất quan trọng trong việc tiêu diệt vi khuẩn có hại. Tuy nhiên, khi các gốc tự do được tạo ra quá mức trong cơ thể của bạn, thì sẽ xảy ra trạng thái gọi là stress oxy hóa, có liên quan đến các bệnh mãn tính, bao gồm như bệnh tim hay ung thư. Bí đỏ có chứa các chất chống oxy hóa như alpha-carotene, beta-carotene và beta-cryptoxanthin. Đây là những chất có thể vô hiệu hóa các gốc tự do, ngăn chặn chúng làm hỏng các tế bào của bạn. Và bí đỏ còn được biết đến với tác dụng là tăng cường sức đề kháng. Bí đỏ chứa các chất dinh dưỡng có thể tăng cường hệ thống miễn dịch của bạn.
Bí đỏ chứa hàm lượng beta-carotene cao, chất này được chuyển hóa trong cơ thể thành vitamin A. Và vitamin A có thể tăng cường hệ thống miễn dịch của bạn và giúp chống lại nhiễm trùng. Ngược lại, những người bị thiếu vitamin A có thể có hệ thống miễn dịch yếu hơn. Và trong bí đỏ cũng rất giàu vitamin C, nó đã được chứng minh là có khả năng làm tăng sản xuất các tế bào bạch cầu, giúp các tế bào miễn dịch hoạt động hiệu quả hơn và làm lành vết thương nhanh hơn. Và loại quả này còn rất đặc biệt, đó là nó có công dụng giúp chống bệnh tiểu đường. Bí đỏ có khả năng giúp kiểm soát bệnh tiểu đường rất hiệu quả. Các hợp chất thực vật có trong bí đỏ có thể giúp hấp thụ gluco vào các mô và ruột, cũng như cân bằng mức độ gluco của gan. Bí đỏ có liên quan đến khả năng làm giảm nguy cơ mắc bệnh tiểu đường type 2. Các nhà nghiên cứu cho rằng các hợp chất có trong bí đỏ có thể được chế tạo thành thuốc chống tiểu đường. Và đây là toàn bộ phần bí đỏ mình có, mình sẽ để sang một bên nhé. Tiếp theo thì mình sẽ cần chuẩn bị thêm 30g mè trắng. Các bạn cũng có thể sử dụng mè đen nếu như không có mè trắng nhé. Mè khi kết hợp cùng với bí đỏ sẽ giúp cho bạn cải thiện được sức khỏe của tim mạch. Hợp chất này rất giàu lượng kali, vitamin C và hàm lượng chất xơ cao. Các nghiên cứu cũng đã chỉ ra rằng những người có hàm lượng kali cao thường có huyết áp thấp hơn và giảm nguy cơ đột quỵ. Đây là hai yếu tố dẫn đến nguy cơ của bệnh tim. Hợp chất này cũng có chứa nhiều chất chống oxy hóa cho cholesterol LDL ra khỏi quá trình oxy hóa. Khi cholesterol LDL bị oxy hóa, có thể đóng cục dọc theo thành mạch máu. Điều này có thể hạn chế các mạch máu của bạn và làm tăng nguy cơ mắc các bệnh lý về tim mạch. 30g mè trắng. Bạn hãy đem rang phần mè này lên nhé. Rang ở lửa nhỏ, vừa phải đến khi nó vàng lên là được. Bạn biết không, mè là một trong các thực phẩm rất tốt cho hệ tiêu hóa. Mè là thực phẩm chứa nhiều chất xơ, lượng chất xơ khuyến nghị hàng ngày là từ 25 đến 30 gram. Chất xơ sẽ làm chậm tốc độ hấp thụ đường vào máu cũng như thúc đẩy nhu động ruột thường xuyên và tiêu hóa trơn tru hơn. Ngoài ra thì công dụng của mè có thể giúp bạn làm giảm nguy cơ ung thư ruột kết. Với hàm lượng vitamin và khoáng chất, chất chống oxy hóa cao thì công dụng của mè có thể giúp bạn tăng cường hệ thống miễn dịch, bảo vệ thị lực, làm giảm nguy cơ mắc một số bệnh ung thư và tăng cường sức khỏe của trái tim, làn da. Bạn hãy kết hợp thức uống này cùng với chế độ ăn uống của mình để nhận được những lợi ích sức khỏe mà loại thực phẩm này đem lại nhé. Tiếp theo thì mình sẽ cần chuẩn bị thêm táo đỏ. Những tác dụng của táo đỏ hầu hết đến từ thành phần dinh dưỡng bên trong. Nó có chứa nhiều hợp chất chống oxy hóa. Đặc biệt, đây là một nguồn cung cấp rất phong phú các hợp chất như flavonoid, polysaccharide và acid chytopenic. Bên cạnh đó thì trong táo đỏ còn có chứa nhiều vitamin và khoáng chất ít calo, giàu các loại chất khoáng như phosphor, canxi, magie và một lượng vitamin B phức hợp nhất định. Quả táo đỏ đã được sử dụng như một vị thuốc trong y học cổ truyền. Với công thức này mình sẽ cần sử dụng 5 quả táo đỏ. Bạn hãy đem rửa sạch phần táo đỏ này đi nhé. Táo đỏ được biết đến với tác dụng hỗ trợ điều trị mất ngủ, do trong nó có chứa hợp chất phenolic và flavonoid có tác dụng làm dịu hệ thần kinh. Chính vì vậy mà táo đỏ có tác dụng như một loại thuốc an thần tự nhiên. Chất saponin và flavonoid hay polysaccharide có trong táo đỏ cũng đã được chứng minh có tác dụng an thần. Nhờ đó mà công dụng của táo đỏ giúp cho bạn ngủ ngon hơn. Bây giờ các bạn hãy cắt phần táo đỏ này ra thành những phần nhỏ nhé. Táo đỏ được biết đến là một loại quả rất giàu các chất chống oxy hóa và vitamin C. Nhờ chứa nhiều chất chống oxy hóa và vitamin C nên táo đỏ có khả năng chống lại các gốc tự do, ngăn ngừa các loại bệnh mãn tính, tăng cường hệ miễn dịch và chống viêm cho cơ thể. Một nghiên cứu trên động vật cho thấy flavonoid có trong táo đỏ còn giúp giảm căng thẳng và viêm nhiễm ở gan. Táo đỏ còn được biết đến với chức năng hỗ trợ tăng cường trí nhớ. Các nghiên cứu lâm sàng cho thấy chiết xuất của táo đỏ có thể cải thiện trí nhớ và giúp bạn bảo vệ các tế bào não, thúc đẩy trí nhớ được tốt hơn. Và những tác dụng này của táo đỏ là nhờ vào hợp chất chống oxy hóa và chất chống viêm, chống lại stress oxy hóa gây hại cho não. Đây là toàn bộ phần táo đỏ mình có. Bây giờ mình sẽ cho toàn bộ phần táo đỏ và các nguyên liệu mình đã chuẩn bị vào một cái nồi. Thêm vào đó là 800ml nước. Đặt lên bếp và đun.
Các bạn sẽ đun 20 phút tính từ lúc nước sôi, sau đó tắt bếp nhé. Thức uống này có chứa nhiều carotenoid, là những hợp chất có hoạt động như chất chống oxy hóa. Điều này giúp cho việc vô hiệu hóa các gốc tự do, có thể bảo vệ cơ thể của bạn chống lại một số bệnh ung thư. Cho toàn bộ hỗn hợp vào máy xay và xay thật nhuyễn. Nhiều nghiên cứu cho thấy rằng những người có lượng alpha-carotene và beta-carotene cao sẽ có nguy cơ thấp hơn mắc các bệnh ung thư dạ dày. Tương tự, nhiều nghiên cứu khác cũng đã phát hiện ra rằng những người có hàm lượng carotenoid cao có nguy cơ mắc bệnh viêm họng, tụy, ung thư vú và các bệnh ung thư khác thấp hơn. Mỗi tuần các bạn nên sử dụng từ 2 đến 3 ly thức uống như thế này. Các bạn có thường hay sử dụng bí đỏ hay không? Và bạn thường hay sử dụng bí đỏ theo cách như thế nào? Hãy chia sẻ ở phía dưới phần bình luận cách mà các bạn thường làm để mọi người cùng được biết nhé. Nếu các bạn thích video này, các bạn đừng quên bấm vào nút like, bấm đăng ký và bấm vào quả chuông để nhận các thông báo về video mới nhất của Handmade VN. Nếu bạn thích cách làm này, bạn cũng có thể gửi tặng ekip thực hiện một ly cà phê bằng nút Super 10 hình trái tim ngay bên dưới màn hình. Cụ bà tiết lộ, về già cứ lấy một nắm lá rau mùi, ăn hàng ngày chẳng khác nào báu vật ở trong tay, xương khớp chắc khỏe, sạch gan, khỏe thận. Đáng tiếc là rất nhiều người không biết đến điều này. Rau mùi là một loại thảo mộc thường được sử dụng để chế biến cùng với các món ăn như súp, salad, ăn sống. Thành phần của nó rất giàu các chất chống oxy hóa. Ăn rau mùi mang lại một lợi ích sức khỏe như là giúp hạ đường huyết, tăng cường miễn dịch, có lợi cho sức khỏe của tim mạch. Vậy cụ thể ăn rau mùi có tác dụng gì? Tại sao nó lại tốt ngang nhân sâm, thuốc bổ đất Việt như thế này? Cách chế biến rau mùi ra sao để có được lợi ích lớn cho sức khỏe? Thì mời bạn cùng theo dõi trong video ngày hôm nay. Chắc chắn xương khớp chắc khỏe, sạch gan, khỏe thận, sống trường thọ. Nguyên liệu đầu tiên mình cần chuẩn bị cho công thức này đó chính là rau mùi, 50g gốc mùi, tùy thuộc vào số lượng người trong gia đình của bạn mà bạn có thể làm nhiều hoặc ít hơn tùy ý. Rau mùi được biết đến với tác dụng đầu tiên đó là giúp hạ đường huyết. Lượng đường trong máu cao là yếu tố nguy cơ của bệnh tiểu đường type 2. Rau mùi và dầu từ rau mùi có thể giúp cho bạn hạ đường huyết. Trên thực tế thì những người có lượng đường trong máu thấp hoặc là dùng thuốc điều trị tiểu đường thì nên thận trọng khi ăn rau mùi vì nó có hiệu quả trong việc hạ đường huyết. Các nghiên cứu trên động vật cũng cho thấy là rau mùi sẽ làm giảm lượng đường ở trong máu bằng cách thúc đẩy hoạt động của enzyme giúp loại bỏ đường ra khỏi máu. Hay một nghiên cứu khác, trên chuột bị béo phì và lượng đường trong máu cao, cho thấy với một liều lượng duy nhất 9,1mg trên trọng lượng cơ thể hoặc 20mg trên kg, chiết xuất từ rau mùi làm giảm lượng đường ở trong máu xuống 4mmol trên lít trong 6 giờ và nó có tác dụng tương tự như thuốc đường huyết glibenclamide. Một nghiên cứu khác cũng cho kết quả tương tự rằng khi bạn sử dụng cùng một liều lượng chiết xuất rau mùi như vậy, nó sẽ làm giảm lượng đường ở trong máu, đồng thời tăng giải phóng insulin ở chuột mắc các bệnh tiểu đường so với nhóm động vật đối chứng. Và đây cũng là một loại rau giúp cho bạn tăng cường khả năng miễn dịch. Rau mùi sẽ cung cấp một số chất chống oxy hóa, ngăn ngừa tổn thương tế bào gây ra bởi các gốc tự do. Các chất chống oxy hóa này đã được chứng minh là có khả năng chống viêm trong cơ thể. Các hợp chất chống oxy hóa bao gồm như là terpenin, quercetin, tocopherol có tác dụng chống ung thư, tăng cường miễn dịch và bảo vệ hệ thần kinh. Ngoài ra thì nghiên cứu trên ống nghiệm cho thấy rằng các chất chống oxy hóa của chiết xuất rau mùi có thể làm giảm viêm và làm chậm sự phát triển của các tế bào ung thư phổi, ung thư tuyến tiền liệt, ung thư vú hay ung thư ruột kết. Loại rau này còn rất có lợi cho sức khỏe của tim mạch. Một số nghiên cứu được tiến hành trên động vật và ống nghiệm cho thấy là rau mùi có thể làm giảm các yếu tố nguy cơ mắc bệnh tim, chẳng hạn như là huyết áp cao và mức cholesterol LDL. Chiết xuất rau mùi dường như hoạt động như một chất lợi tiểu giúp cơ thể của bạn thải ra lượng natri và nước dư thừa. Điều này có thể giúp bạn giảm huyết áp. Hay một nghiên cứu khác cũng chỉ ra rằng rau mùi có thể giúp giảm cholesterol. Nghiên cứu này được tiến hành trên chuột cho thấy những con chuột được ăn rau mùi giảm đáng kể lượng cholesterol xấu LDL và tăng lượng cholesterol HDL. Hơn nữa thì rất nhiều nhà nghiên cứu cũng đã nhận định rằng việc các bạn ăn các loại thảo mộc và gia vị cay nồng như là rau mùi sẽ giúp làm giảm lượng natri, đồng thời có thể cải thiện được sức khỏe của tim mạch.
Bạn sẽ cho toàn bộ phần gốc mùi này vào nồi, sau đó thêm vào là 300ml nước, đặt lên bếp và đun sôi trong 10 phút tính từ lúc nước sôi. Trong lúc chờ đợi phần trà này được, mình sẽ đi chuẩn bị một thức uống nữa từ rau mùi mà bạn cũng có thể áp dụng kèm theo nếu như không thích sử dụng trà. Các bạn hãy chuẩn bị 50g lá mùi như thế này. Thức uống này rất hữu ích, giúp cho bạn bảo vệ sức khỏe của não bộ. Các bệnh về não bộ chẳng hạn như là Parkinson, Alzheimer, các bệnh đa xơ cứng có liên quan đến tình trạng viêm. Các đặc tính chống viêm của rau mùi có thể bảo vệ, chống lại các bệnh này. Một nghiên cứu được tiến hành trên chuột cho thấy là chiết xuất của rau mùi giúp bảo vệ chống lại các tổn thương tế bào thần kinh sau các cơn động kinh do thuốc. Nghiên cứu này cũng lưu ý rằng rau mùi còn giúp bạn cải thiện trí nhớ và rau mùi có thể cung cấp các lợi ích để ứng dụng cho bệnh Alzheimer. Ngoài ra thì rau mùi cũng giúp cho bạn quản lý sự lo lắng. Các nghiên cứu này tiến hành trên động vật đã chứng minh được rằng chiết xuất rau mùi có hiệu quả gần như diazepam, một loại thuốc chống lo âu rất phổ biến, giúp làm giảm các triệu chứng của tình trạng này. Và đây là một trong những thức uống mà giúp bạn thúc đẩy tiêu hóa và sức khỏe của đường ruột. Khi các bạn sử dụng rau mùi thường xuyên, nó có thể giúp bạn tăng tốc và thúc đẩy quá trình tiêu hóa được khỏe mạnh. Một nghiên cứu được thực hiện kéo dài trong 8 tuần được tiến hành ở 32 người mắc hội chứng ruột kích thích cho thấy 30 giọt thảo dược có chứa trong rau mùi sử dụng 3 lần mỗi ngày cho kết quả làm giảm đáng kể chứng đau bụng, đầy hơi và khó chịu so với nhóm sử dụng giả dược. Chiết xuất rau mùi được sử dụng như một chất kích thích sự thèm ăn trong y học cổ truyền của Iran. Một nghiên cứu được tiến hành trên chuột lưu ý rằng rau mùi sẽ giúp làm tăng sự thèm ăn so với chuột kiểm soát được cung cấp nước hoặc là không có gì. Bây giờ hãy chuẩn bị thêm nước cốt của 1/2 trái chanh. Chanh khi được kết hợp cùng với rau mùi sẽ giúp cho bạn tăng cường được khả năng miễn dịch của cơ thể, tạo ra một thức uống có tác dụng chống nhiễm trùng. Do hỗn hợp này có chứa các chất kháng khuẩn có thể giúp chống lại một số bệnh nhiễm trùng, bệnh truyền qua thực phẩm. Doxyrrhenan là một hợp chất trong rau mùi, chúng có thể giúp bạn chống lại các vi khuẩn như Salmonella, là vi khuẩn có thể gây ngộ độc thực phẩm đe dọa đến tính mạng. Ngoài ra thì một nghiên cứu được tiến hành trong ống nghiệm cho thấy rằng chanh là một trong số các loại gia vị ở Ấn Độ có thể được sử dụng để chống lại vi khuẩn gây ra bệnh nhiễm trùng đường tiết niệu. Bạn sẽ cho toàn bộ phần rau mùi này vào máy xay sinh tố, thêm vào đó là 200ml nước và xay thật nhuyễn nhé. Bây giờ các bạn sẽ cho toàn bộ phần nước đã xay kỹ như thế này ra một cái ly và thưởng thức. Các bạn hãy sử dụng nó sau bữa ăn sáng là tốt nhất. Thức uống này có thể duy trì hàng tuần từ 2 đến 3 ly. Và phần trà của mình cũng đã nấu xong như thế này. Mình sẽ chắt riêng phần nước và sử dụng nó. Mình thường hay sử dụng nước trà này vào buổi sáng khi chưa ăn sáng. Thức uống này là một trong những thức uống giúp cho bạn thanh lọc cơ thể rất hiệu quả. Trên đây là những cách sử dụng rau mùi rất hiệu quả và tốt cho sức khỏe. Bạn cũng có thể sử dụng rau mùi để ăn sống hoặc ăn kèm với những món salad. Nó sẽ giúp cho món ăn của bạn ngon hơn rất nhiều. Bạn đã bao giờ sử dụng loại rau tuyệt vời này hay chưa? Và bạn thường hay sử dụng rau mùi theo cách như thế nào? Hãy chia sẻ cách mà bạn thường làm ở phía dưới phần bình luận của video này để mọi người cùng được biết nhé. Nếu bạn thích cách làm này, đừng quên chia sẻ nó tới người thân, bạn bè để mọi người cùng sử dụng. Và cũng đừng quên bấm vào nút đăng ký, bấm vào nút like, bấm vào quả chuông để nhận thông báo về các video mới nhất của mình. Và nếu như bạn thích cách làm này, bạn cũng có thể gửi tặng ekip thực hiện một ly cà phê bằng nút Super 10 hình trái tim ngay bên dưới màn hình. Cứ ăn 5 loại rau này, cải thiện thị lực hiệu quả, tốt gấp vạn lần thuốc bổ đắt tiền. Mắt mờ, mắt kém đến đâu cũng sáng rực trở lại. Nhắc tới rau củ quả thì đúng là một phần không thể thiếu trong cuộc sống của mỗi con người đúng không nào? Và đặc biệt nó còn được ví như liều thuốc tự nhiên giúp bồi bổ mắt và cải thiện thị lực. Thế nhưng không phải ai cũng biết hết tất cả các loại rau củ quả tốt cho mắt. Trong video ngày hôm nay mình sẽ gửi tới bạn danh sách 5 loại rau củ quả được mệnh danh là nữ hoàng hồi sinh đôi mắt, mắt mờ mắt kém đến mấy cũng sáng rực trở lại. Vậy cụ thể nó là loại rau nào mà lại tốt cho mắt đến như thế? Cách chế biến các món ăn này ra sao thì xin mời bạn
cùng tìm hiểu trong video ngày hôm nay, đó là ớt chuông, một siêu phẩm cực kỳ tốt cho mắt. Nguyên liệu đầu tiên cho công thức ngày hôm nay đó chính là ớt chuông. Bạn sẽ cần sử dụng số lượng tùy thuộc vào nhu cầu của gia đình mình. Mình sử dụng 2 quả, một quả ớt vàng và một quả ớt đỏ như thế này. Bạn hãy chuẩn bị một tô nước, thêm vào đó là một thìa baking soda, hòa tan, sau đó rửa phần ớt chuông này trong nước baking soda. Ớt chuông cung cấp nhiều vitamin C, một trong những yếu tố rất quan trọng giúp cho thị lực luôn luôn khỏe mạnh. Hơn nữa, nó còn được biết đến là rất tốt cho các mạch máu ở trong mắt. Lutein và zeaxanthin là những sắc tố carotenoid bảo vệ điểm vàng của mắt khỏi các tác hại của ánh sáng xanh, giúp cải thiện thị lực, chống lại các phản ứng oxy hóa gây tổn thương võng mạc mắt. Theo các chuyên gia dinh dưỡng thì zeaxanthin chứa nhiều trong ớt chuông đỏ, ớt chuông vàng và nhiều nhất là ở trong ớt chuông xanh. Theo khuyến cáo thì một người nên hấp thụ 2mg zeaxanthin mỗi ngày. Bên cạnh đó, một khẩu phần ăn ớt chuông đỏ cũng cung cấp khoảng 75% nhu cầu vitamin A cần thiết để tăng cường thị lực, giúp nhìn rõ hơn vào ban đêm và ngăn ngừa chứng quáng gà. Cắt hai đầu của ớt chuông, sau đó loại bỏ phần hạt của ớt ở phía trong như thế này. Thái thành những miếng dọc có độ dày từ 1,5 đến 2cm, tùy theo sở thích. Ớt chuông còn được biết đến với tác dụng ngăn ngừa thiếu máu. Do trong ớt chuông có chứa một lượng sắt rất dồi dào giúp cải thiện tình trạng thiếu máu do thiếu sắt của cơ thể. Bên cạnh đó thì nó còn cung cấp đến 300% lượng vitamin C cần thiết mỗi ngày. Vitamin C vừa là một chất chống oxy hóa mạnh mẽ, vừa giúp tăng cường khả năng hấp thu sắt ở ruột. Thứ ba, rất tốt cho tim mạch. Ớt chuông có chứa rất nhiều các chất chống oxy hóa mạnh, giúp trung hòa và ngăn chặn các tác động của các gốc tự do làm tổn thương các tế bào của cơ thể. Chúng còn có tác dụng làm giảm mức cholesterol xấu trong máu, tránh nguy cơ phát triển các bệnh mãn tính như tim mạch, tiểu đường type 2, đột quỵ hay ung thư. Và đây là toàn bộ phần ớt chuông mình có, mình sẽ để sang một bên. Tiếp theo mình sẽ chuẩn bị 5 cái nấm hương, ngâm 15 phút sau đó rửa sạch và thái nhỏ. Nấm hương là loại nấm phổ biến nhất trên thế giới và loại nấm này có hương vị rất thơm ngon và nhiều lợi ích cho sức khỏe, tốt cho tim mạch, kháng khuẩn và đẹp da. Và đây là toàn bộ phần nấm hương mình có, mình sẽ để sang một bên. Và dưới đây là một vài gia vị sẽ chuẩn bị cho món ăn này. Các bạn sẽ cho toàn bộ vào một cái tô và hòa tan tất cả phần nguyên liệu như thế này. Bây giờ các bạn hãy chuẩn bị một cái chảo, thêm vào đó là dầu ô liu. Cho nấm hương vào và xào trong 3 phút với lửa nhỏ. Sau đó cho toàn bộ phần gia vị vào. Và cho phần ớt chuông vào và xào ở trên bếp trong khoảng thời gian 3 phút là phần ớt chuông sẽ chín. Bạn còn nhớ phương pháp nấu lâu lửa nhỏ mà mình đã từng chia sẻ hay không? Hãy để lửa thật nhỏ nhé. Bạn bày ra đĩa và thưởng thức. Món ăn này thì mỗi tuần các bạn có thể ăn từ 2 đến 3 bữa, nên ăn vào bữa tối để thay thế cho cơm hay các loại thịt là tốt nhất. Các tác giả nghiên cứu khuyến nghị rằng tốt nhất là bữa tối chúng ta nên ăn thực phẩm có nguồn gốc từ thực vật kết hợp với một số loại ngũ cốc nguyên cám, chất béo không bão hòa sẽ giảm được 10% nguy cơ mắc các bệnh lý về tim mạch. Thứ hai, rau muống. Sự lựa chọn hoàn hảo cho đôi mắt sáng khỏe. Bạn sẽ cần chuẩn bị một nắm rau muống như thế này. Tùy thuộc vào số lượng người trong gia đình mà các bạn có thể sử dụng nhiều hơn hay ít hơn tùy ý. Rau muống được biết đến với tác dụng rất đặc biệt, đó là hỗ trợ điều trị thiếu máu. Bạn sẽ ngắt riêng phần lá non của rau muống ra như thế này nhé. Hàm lượng chất sắt có trong rau muống rất dồi dào. Ăn rau muống thường xuyên sẽ giúp hỗ trợ điều trị bệnh thiếu máu, giúp phụ nữ mang thai bổ sung đầy đủ chất sắt.
Nó còn được biết đến với tác dụng trị bệnh tiểu đường. Một nghiên cứu tại trường đại học Kelanin do tiến sĩ Malalavihan phụ trách đã cho thấy khả năng làm giảm lượng đường huyết ở trong máu ở những con chuột bị tiểu đường khi ăn rau muống sống trong khoảng thời gian 1 tuần. Và đối với các bệnh nhân tiểu đường type 2 khi được điều trị bằng dịch chiết xuất từ rau muống, mức đường huyết trung bình giảm tới 29,4%. Đây là một con số rất ấn tượng với những ai đang mắc chứng bệnh này. Thứ ba, đó là bảo vệ sức khỏe cho tim mạch. Rau muống có chứa nhiều chất dinh dưỡng cần thiết cho cơ thể và chúng cũng rất giàu vitamin A, vitamin C, beta-carotene. Đây là những chất chống oxy hóa giúp ngăn chặn sự phát triển của các gốc tự do trong cơ thể. Từ đó làm giảm mức cholesterol toàn phần, tránh hình thành các mảng lipid lắng đọng trên thành mạch gây xơ vữa động mạch vành. Và folate có trong rau muống sẽ giúp chuyển đổi hormone satin là một phân tử bao gồm 20 amino acid. Việc chuyển đổi như thế này sẽ hạn chế nồng độ hormone satin ở trong máu tăng cao, giảm nguy cơ tạo thành các cơn đau tim hoặc đột quỵ. Magie cũng là một khoáng chất rất có ích ở trong rau muống giúp làm giảm huyết áp và bảo vệ sức khỏe tim mạch. Bây giờ các bạn hãy chuẩn bị một tô nước và rửa thật sạch phần rau muống này nhé. Rau muống được biết đến với tác dụng điều trị bệnh vàng da và các vấn đề về gan. Trong rau muống bao gồm 13 hợp chất chống oxy hóa khác nhau, thích hợp để phòng ngừa ung thư, đặc biệt là ung thư trực tràng, ung thư dạ dày, ung thư vú hay ung thư da. Bây giờ các bạn hãy chuẩn bị một nồi nước, sau đó cho phần rau muống vào và đặt lên bếp. Bạn sẽ đun sôi trong khoảng thời gian 3 phút là được. Khi đun, các bạn mở vung để giữ được màu xanh cho lá rau và giữ được nhiều nhất giá trị dinh dưỡng của loại rau này. Và đây là một trong những loại thực phẩm rất có lợi cho mắt. Trong rau muống rất giàu carotenoid, vitamin A và lutein, những dưỡng chất này cần thiết giúp bảo vệ đôi mắt được khỏe mạnh. Nó cũng làm tăng nồng độ glutathione, hợp chất đóng vai trò rất quan trọng trong việc ngăn ngừa đục thủy tinh thể. Và nó là một trong các loại thực phẩm giúp cơ thể của bạn tăng cường hệ thống miễn dịch. Ăn rau muống thường xuyên sẽ giúp tăng cường hệ thống miễn dịch cho cơ thể, thúc đẩy xương phát triển, góp phần tăng cường sức khỏe bằng cách trung hòa và loại bỏ các độc tố. Bây giờ các bạn sẽ vớt riêng sang một tô nước lạnh. Và để sang một bên nhé. Nguyên liệu tiếp theo cho công thức ngày hôm nay đó chính là tỏi. Bạn sẽ cần chuẩn bị 4 tép tỏi như thế này. Và đây là toàn bộ phần tỏi mình có, mình sẽ để sang một bên nhé. Dưới đây là một vài gia vị mà các bạn sẽ cần chuẩn bị cho công thức này. Hòa tất cả vào một cái tô. Sau đó để sang một bên. Bây giờ các bạn hãy chuẩn bị một cái chảo cho một chút dầu ô liu vào, phi tỏi thật vàng. Các bạn sẽ cho toàn bộ sốt vào chảo và đun sôi. Bây giờ các bạn sẽ cho rau vào và đảo thêm từ 30 giây đến 1 phút là được. Vậy là mình đã hoàn thành xong món này, các bạn chỉ cần cho ra đĩa và thưởng thức nó. Đây là một trong những món ăn vừa ngon vừa bổ dưỡng, lại có thể thêm vào danh sách các món ăn trong ngày mà bạn có thể tham khảo.
Bạn có còn cách chế biến nào khác với rau muống hay không? Hãy để lại ý kiến của bạn ở phía dưới phần bình luận để mọi người cùng được biết nhé. Món ăn này các bạn có thể ăn vào buổi trưa hoặc buổi tối đều được. Tuy nhiên để dễ ngủ và ngủ sâu giấc tốt cho sức khỏe thì bữa tối các bạn nên ăn những đồ ăn nhẹ có nguồn gốc từ thực vật. Chế độ ăn như thế này là một phương pháp góp phần giúp cho bạn tăng cường sức khỏe của tim mạch, từ đó ngăn ngừa các yếu tố nguy cơ dẫn đến bệnh tim. Sở dĩ việc ăn chay có thể giảm được mức cholesterol xấu, cholesterol toàn phần và triglycerides, những nhân tố hàng đầu gây ra các vấn đề về tim mạch. Nước luộc rau muống các bạn hãy để lại và thêm vào nước cốt chanh như thế này. Bạn sẽ có được một tô nước luộc vừa ngon vừa tốt cho hệ thống tiêu hóa, một cách rất đơn giản giúp cơ thể thải bỏ độc tố của hệ tiêu hóa. Tuy có nhiều giá trị tốt cho sức khỏe, tuy nhiên khi chúng ta sử dụng loại rau này thì có một vài đối tượng sau không nên sử dụng. Thứ nhất, đó là những người bị gút hoặc sỏi thận. Trong thành phần của rau muống có chứa các axit oxalic. Chất này gây ảnh hưởng rất nhiều đến sự ức chế hấp thu canxi và kẽm, còn dễ hình thành và làm tăng nồng độ canxi oxalate trong nước tiểu, dẫn đến hình thành sỏi thận và khiến cho sỏi càng ngày càng to và trầm trọng hơn. Thứ hai, đó là những người đang bị vết thương mềm. Đối với những người đang bị vết thương mềm rất dễ để lại sẹo, nên ăn rau muống cùng với thịt bò trong thời gian này sẽ làm cho kích thích tăng sinh tế bào gây ra hiện tượng sẹo lồi ở trên da. Thứ ba, với những người đang mắc chứng bệnh xương khớp thì việc ăn rau muống sẽ khiến cho chỗ đau càng thêm tê nhức. Rất cảm ơn các bạn đã theo dõi video ngày hôm nay. Mến chúc bạn và gia đình thật nhiều sức khỏe và an lành. Nếu bạn thấy video này hữu ích, hãy bấm vào nút like và nút đăng ký để ủng hộ kênh tiếp tục phát triển. Bấm vào quả chuông để nhận thông báo về video mới nhất. Hẹn gặp lại các bạn trong các video kế tiếp.